Vâng, xin chào các bạn. Với video này, Support Hotforex sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đăng nhập tài khoản LINE trên điện thoại. Đầu tiên, bạn cần phải vào email kiểm tra thông tin đăng nhập tài khoản LINE với tiêu đề Hotforex LINE Open Account. Đây là thông tin đăng nhập tài khoản MT4 LINE của bạn. Chúng ta để ý server Hotforex tên là HF Market SV LINE Server 5. Bước tiếp theo, chúng ta cần tải phần mềm MT4 MetaTrader 4. Nếu bạn đã tải, chọn Open. Chọn Setting. Chọn New Account. Chọn Login Assist Account. Và chúng ta gõ server của Hotforex bắt đầu bằng chữ cái HF Market SSV. Tài khoản của chúng ta là server 5. Chúng ta chọn server 5. Nếu tài khoản của bạn là live server thì các bạn chọn live server. Nếu tài khoản của các bạn là tài khoản demo thì bạn chọn demo server. Cần phải chọn đúng server thì bạn mới đăng nhập được vào tài khoản. Login, chúng ta copy số tài khoản. Password, chúng ta dùng trader password. Các bạn lưu ý, investor password là mật khẩu cũng đăng nhập được, nhưng bạn chỉ để xem, bạn không thể nào đặt lệnh được với mật khẩu này. Để giao dịch, bạn vui lòng dùng trader password. Chọn sign in. Như vậy là bạn đã đăng nhập thành công.